Xuất Ai Cập Ký, chương 30. Bàn thờ dâng hương. Là một bàn thờ bằng gỗ xi tim để dâng hương. Bàn thờ này hình vuông, dài 0,6 mét, ngang 0,6 mét và cao 1 mét. Có các sừng được gắn liền và trở thành một khối với bàn thờ. Dùng vàng ròng bọc mặt bàn, các cạnh bàn, các sừng và làm đường viền khắp xung quanh bàn. Làm mỗi bên bàn hai cái khoen vàng và gắn khoen vào ngay bên dưới đường viền để giữ đòn khiêng. Làm hai cái đòn khiêng bằng gỗ xi tim bọc vàng. Đặt bàn thờ này trước mặt màn che dương giao ước và lắp chuộc tội đậy trên dương là nơi ta sẽ gặp con. A-dôn phải đốt hương thơm trên bàn thờ này vào mỗi buổi sáng khi trông nom các đèn và cũng phải đốt hương khi người đốt đèn lúc chạng vạng tối. Như vậy, hương sẽ được đốt thường xuyên trước mặt Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đừng đốt trên bàn thờ này thứ hương gì khác, cũng đừng dâng của lễ thiêu hay lễ quán trên đó. Mỗi năm một lần, Aaron sẽ làm lễ chuộc tội trên các sừng của bàn thờ. Lễ chuộc tội hàng năm này phải được làm với huyết con sinh tế chuộc tội cho thế hệ hậu lai. Đây là một bàn thờ rất thánh cho Chúa. Tiền chuộc tội. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se rằng, khi con kiểm tra dân số Israel, mỗi người phải nạp cho Chúa một món tiền chuộc mạng. Như vậy, chứng bệnh dịch sẽ không phát ra khi con kiểm tra họ. Mỗi người được kiểm kê sẽ nạp 6 gram theo hệ cân đo nơi thánh. Mỗi xiếc lơ bằng 20 gera, nửa xiếc lơ này là tiền dâng hiến cho Chúa. Tất cả những người được kiểm tra là người từ 20 tuổi trở lên đều phải nạp món tiền dâng này cho Chúa. Người giàu không nạp hơn 6 gram và người nghèo không nạp kém. Khi các ngươi dâng hiến cho Chúa để chuộc mạng sống mình, con nhận tiền chuộc mạng này do dân Israel nạp và sử dụng vào việc trại hội kiến. Đây là một kỷ niệm cho dân Israel trước mặt Chúa khi họ nạp tiền để chuộc mạng mình. Bồn nước bằng đồng. Chúa phán dạy Môi-se rằng, làm một cái bồn nước bằng đồng, với chân cũng bằng đồng, dùng để rửa ráy, đặt bồn vào khoảng giữa trại hội kiến và bàn thờ đổ nước vào bồn. A-dôn và các con trai người sẽ dùng nước trong bồn để rửa tay chân bất cứ khi nào vào trại hội kiến. Họ phải lấy nước rửa tay chân để khỏi chết. Cũng vậy, mỗi khi đến gần bàn thờ để dâng của lễ thiêu cho Chúa, họ cũng phải rửa tay và chân để khỏi chết. Đây là một mạng lệnh vĩnh viễn cho Aaron và dòng dõi người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dầu thánh. Chúa phán dạy Môi-se rằng, con lấy các hương liệu sau đây: 6 kg một dược nước, 3 kg đàn quế, 3 kg nhựa thơm, 6 kg quế bì, tất cả đều theo hệ cân đo nơi thánh, và 4 lít dầu ô liu. Một chuyên viên chế nước hoa sẽ dùng các hương liệu này chế ra một thứ dầu sức thánh. Đây là một thứ dầu sức thánh. Dùng dầu này sức lên trại hội kiến, dương giao ước, bàn và các dụng cụ của bàn, chân đèn và các dụng cụ đốt đèn, bàn thờ dâng hương, bàn thờ dâng của lễ thiêu và các dụng cụ của bàn thờ, bồn nước và chân bồn. Con biệt riêng các món này ra thánh để tất cả trở nên rất thánh và bất cứ thứ gì đụng đến cũng đều được thánh hóa. Con sức dầu phong chức lên A-dôn và các con trai người để họ phục vụ ta trong chức vụ thầy tế lễ. Con hãy nói với dân Israel rằng, đây là dầu thánh và các ngươi phải coi là một vật thánh. Đừng đổ dầu này trên thân thể của người nào cả và cũng đừng chế dầu theo công thức này. Đây là dầu thánh và các ngươi phải coi là một vật thánh. Bất cứ ai chế dầu giống như dầu này và bất cứ người nào đổ dầu trên người không phải là thầy tế lễ sẽ bị trút khỏi cộng đồng Israel. Hương thánh. Chúa phán dạy Môi-se:
Con lấy các hương liệu gồm có tổ hợp hương, hai yểm hương, phong tử hương và nhũ hương nguyên chất. Tất cả đều có phần lượng bằng nhau và một chuyên viên chế nước hoa sẽ chế thành một thứ hương thánh. Đây là thứ hương thánh có muối và tinh chất. Lấy một phần nghiền thành bột và dày bột này trước Dương Giao Ước trong trại hội kiến là nơi ta sẽ gặp con. Hương này rất thánh, không được chế hương theo công thức này. Để dùng cho mình, phải coi đây là một vật thánh cho Chúa. Bất cứ ai nào một thứ hương giống hương này để thưởng thức sẽ bị trút khỏi cộng đồng Israel.